Tại thành phố Hữu Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, khu vực phía Nam đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 năm 2023-2028. Tham dự có ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng dân dân thành phố Hữu Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 257 đại biểu tiêu biểu đại diện cho bà con đang sinh sống làm việc tại bốn tỉnh thành phía Nam được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 2016 với mục tiêu nhận dạng bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng ở nơi đa khách, kết nối những hội đoàn thể tự phát thành tổ chức hội chính quy, giúp đỡ bà con khó khăn và phát huy truyền thống hiếu học của tuổi trẻ đồng hương kế thừa có thể nói hội đồng hương quảng nam đà nẵng phía nam là tổ chức hội với vai trò là dịp cầu nối giúp lãnh đạo hai địa phương quảng nam đà nẵng nắm được hành trình dựng xây của bà con đưa quê hương thứ hai qua những hoạt động cụ thể hiểu được tâm tư nguyện vọng trong đời sống làm ăn nhằm động viên khích lệ bà con phát triển kinh tế và hướng về quê nhà Đại hội lần này đã bầu ra một ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 44 thành viên, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Đẩu được bầu làm chủ tịch điều hành chính thức Hội Trồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng phía Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Nhà, nhà giáo doanh chân Trần Công Cảnh được bầu làm chủ tịch danh dự, tiếp tục cố vấn cho hội. Đoàn Thư ký Đại hội đã công bố nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng khu vực phía Nam nhiệm kỳ 2 2023-2028 với 100% đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Nhiệm này có 20 tập thể và 45 cá nhân được trao bằng khen vì có thành tích trong xây dựng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng các tỉnh phía Nam.